Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của An Phát Computer. Dạo gần đây thì mình có nghe một số ông số bà lên một số trang báo rồi cứ kêu ca đấy chứ là nhiều tiền để làm gì. Và mình biết thì có một số người thì nhiều tiền cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Tuy nhiên đối với anh em chúng ta, những người đam mê PC và high-end thì lại khác. Khi mà anh em chúng ta có nhiều tiền rồi, anh em cứ lên đồ gọi là lên đồ mới mà thôi. Lúc đấy thì anh em chúng ta đã cảm thấy gọi là hạnh phúc lắm rồi. Và ngay đằng sau mình đây là một trong những cái bộ cây phải nói là rất khủng. Nó có trị giá lên tới đó chính là hơn 200 triệu đồng. Và cái điểm đặc biệt nhất cảm thấy mình rất ấn tượng đó chính là cái tản nhiệt nước ở trên cái bộ case này. Nó có mức giá đó chính là khoảng hơn 60 triệu đồng. Đó bằng khoảng gần một nửa cái số tiền khi mà chúng ta mua những linh kiện như là card đồ họa hay là con chip mềm các thứ. Và để xem thì ngoài ra nó còn những điểm gì làm cho chúng ta ấn tượng và cái mức giá của nó tại sao mà nó lên tới đó chính là hơn 200 triệu đồng. Hãy cùng mình bắt đầu đi khám phá cái bộ cây ngay sau đây. Hay khoan, nói về cái độ đẹp của bộ PC này, các bạn hãy cùng mình tìm xem những linh kiện nào nó đã cấu tạo nên cái bộ PC có mức giá lên tới tận đó chính là hơn 220 triệu đồng như thế này. Đầu tiên thì đó chính là về phần CPU, nó đã được sử dụng con chip Intel Core i9-9900K, một trong những chiếc CPU có thể nói là rất nhiều những game thủ ao ước có được chiếc CPU này. Các bạn sẽ có tận đó chính là 8 x 16 luồng, xung nhịp ở mức cơ bản đó chính là 3,6 GHz, và khi mà turbo boost lên tới tận đó chính là 5.0 GHz. Các bạn không nghe làm đâu, 5.0 GHz đấy. Sự lựa chọn về mainboard ở đây sẽ chính là chiếc Gigabyte Z390 Aorus Extreme. Đây là một trong những chiếc mainboard đầy đủ hội tụ 3 yếu tố đó chính là cao cấp nhất, đẹp nhất cũng như là đắt tiền nhất đến từ Gigabyte. Khi mà lựa chọn về mainboard đã đến từ Gigabyte rồi, vậy nên để đồng bộ tốt hơn về mặt hiệu năng cũng như là cái công nghệ RGB Fusion, vậy nên chủ thơ của chúng ta cũng lựa chọn những linh kiện khác đến từ Gigabyte, đó chính là hai quả thận Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 Ti Extreme Waterforce, có mức giá của mỗi chiếc Vega này lên tới tận đó chính là 41 triệu đồng. Vì chỉ có 4 khe RAM ở phần mainboard, vậy nên cái tên được lựa chọn để lắp đầy vào 4 khe đó nó sẽ đến từ một trong những thương hiệu phải nói là rất đình đám, và ý mình đang nói đến ở đây đó chính là G.Skill. Xin giới thiệu với các bạn G.Skill Trident Z Trio 4 thanh 8GB, tức là các bạn sẽ có 32GB RAM lấp vào 4 cái chỗ trống đó. Và với một người sử dụng bình thường để giải trí và chơi game thì 32GB RAM thì nó đã thừa thãi cũng như là nó đã đủ rất là nhiều cho các bạn có thể chơi cũng như là sử dụng rồi. Bộ nguồn được lựa chọn ở đây sẽ là Seasonic Ultra 1000TR với công suất là 1000W, đạt chứng chỉ 80 Plus Titanium. Ổ cứng lưu trữ ở đây không chỉ sử dụng một mà tới 2 chiếc SSD NVMe Samsung 970 EVO với một thanh 500GB và một thanh 250GB. Và tất cả những linh kiện mà mình đã vừa kể trên thì nó sẽ được đặt khéo léo và gọn gàng ở ngay bên trong bộ vỏ cây Lian Li PC-V3000 WX Full Tower. Về cấu hình phần cứng, nếu như mà anh em nghe xong cảm thấy chưa trầm trồ cho lắm thì bộ tản nhiệt nước custom trên bộ cây này thì mình tin chắc chắn rằng thì nhiều bạn sẽ phải giật mình. Để sở hữu được bộ tản nhiệt nước như các bạn đang thấy ở trên video này thì chủ nhân của chúng ta đã phải cắt thêm nửa lá gan với giá đó chính là 62 triệu đồng để sở hữu được bộ tản nhiệt nước này. Với hệ thống tản nhiệt nước Bitspower Deluxe Limited Metal được custom riêng bởi các modder tại An Phát. Và nếu như anh em chưa biết lý do tại sao mà bộ tản nhiệt nước custom này nó lại có mức giá cao đến như vậy thì đó chính là nó được sử dụng rất là nhiều những linh kiện đến từ Bitspower. Mà Bitspower thì là một trong những hãng gọi là các anh em dân chơi tản nhiệt nước đều biết đến hãng này, với một trong những thương hiệu phải nói là rất nổi tiếng về cái độ đẹp cũng như chất lượng, khó có một nhà sản xuất nào có thể cạnh tranh được với hãng. Thế nên cái mức giá của bộ tản nhiệt nước này nó mới cao đến như thế. Và khi mà mọi thứ đã hoàn tất thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cái bộ case này.